Tu Vân Mobile xin giới thiệu một cây iPhone 11 Pro Max phiên bản quốc tế 64GB. Về ngoại hình thì máy đẹp 99 mọi người nhé. Máy đã qua sử dụng như thế này là rất là đẹp. Máy có màu trắng. Về chất lượng thì máy là máy tuyển chọn. Máy zin áp chưa bung mở, áp zin mọi người nhé. Zin nguyên bản nhà sản xuất. Áp rất là căng. Máy này thì chống nước rất là tốt ạ. Em quay kỹ cho mọi người xem nhé. Máy rất là đẹp. Máy zin. Viên pin zin theo máy thì còn 87%. Em vào phần giới thiệu cho mọi người xem. Máy này thì có mã XA, tức là mã Australia, mã Úc mọi người nhé. Mã này thì rất là hiếm trên thị trường. Chiếc máy này em để cho mọi người mức giá là 13.900.000. Đã bao gồm miễn phí ship tặng phụ kiện chất lượng. Sạc chính hãng Hoco 20W ốp cường lực. Bảo hành 12 tháng. Bây giờ thì em sẽ vào test những cái chức năng cho mọi người xem nhé. Màn hình của máy như mọi người thấy rất là sáng đẹp. Bây giờ thì em sẽ kiểm tra Face ID cho mọi người xem. Rất là nhạy mọi người nhé. Máy zin app thì mọi người dùng rất là yên tâm. Thứ nhất là về các chức năng, mọi người thấy màn hình sáng đẹp, Face ID nhạy. Máy thì dùng rất là nhanh. Cam đẹp. Đấy. Face ID rất là nhạy mọi người nhé. Mở luôn. Thứ hai là về độ bền. Những cái chiếc máy này nó rất là bền mọi người nhé. Nó rất là bền. Kể cả mọi người có đánh rơi thì cái tỷ lệ lỗi của nó rất là thấp. Trừ khi mọi người đánh rơi rơi mạnh quá hoặc là rơi hiểm thì nó sẽ vỡ thôi. Đấy, cam sau đẹp. Cam trước đẹp ạ.